Vận may bất ngờ ập tới với những con giáp này trong ngày 12 tháng 2 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 12 tháng 2 âm lịch năm 2024, ngày Giáp Thân. Xin được chúc mừng những con giáp dưới đây, bởi ngày 12 tháng 2 âm lịch chính là cái ngày đại cát dành cho các bạn. Bất cứ mong muốn nào của các bạn cũng đều có khả năng cao trở thành hiện thực. Ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ về con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc. Trong cái chuyện tình cảm, đối với những bạn mà đã lập gia đình ấy, thì ngày hôm nay tình cảm vợ chồng các bạn sẽ thêm gắn bó, khăng khít. Còn với những người mà đang còn trong tình trạng là chăn đơn gối chiếc thì sẽ biết nắm lấy cái cơ hội mà ra đường tìm kiếm người yêu, bởi các bạn rất dễ gặp được người phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn trong ngày 12 tháng 2 âm lịch năm 2024. Quý vị thân mến, chúng ta biết cái ngày 12 tháng 2 âm lịch nó là ngày Giáp Thân. Đó. Và chúng ta có cục diện đầu tiên là Tỵ và Thân là lục hợp. Vì thế những người tuổi Tỵ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Quý vị thân mến, được cục diện tử vi lục hợp Tỵ Thân nó che chở, nó giúp đỡ, nên cái vận trình của ngày hôm nay những người tuổi Tỵ khá là suôn sẻ, thuận lợi. Tuy cũng có lúc thăng trầm, nhưng nhìn chung ấy, thì mọi thứ vẫn nằm trong đúng vị trí của nó, và các bạn ít phải lao tâm khổ tứ. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì công việc nhiều sự thuận lợi, đó, áp lực thì cũng không ít. Nhưng mà cục diện nhị hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, nên hầu hết các kế hoạch của các bạn đều tiến triển suôn sẻ, quan hệ xã giao thì hài hòa, mở ra cái con đường thăng quan tiến chức cho các bạn. Nhưng làm gì cũng nên lấy ổn định làm trọng, không được quá nóng vội, kéo lại sôi hỏng bỏng không. Thời điểm này các bạn nên dành thời gian để quy hoạch lại một vài cái hạng mục công việc, lập kế hoạch cụ thể để không bỏ lỡ những cái thời cơ tốt, chuẩn bị bứt phá cho cái thời điểm tới. Quý vị hãy nhớ, làm việc có đầu có cuối, nỗ lực và kiên trì tới cùng cũng sẽ rất dễ dẫn đến thành công. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, những người làm ăn buôn bán thì đại phát đại lợi, chi tiêu có phần thoáng hơn, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay cũng có một vài dấu hiệu biến động về tài chính khá là mạnh. Đầu tư hay kinh doanh quý vị đều phải thận trọng, quản lý tài chính chặt chẽ sẽ tránh bị thất thu, tránh bị tổn thất về tiền bạc. Bên cạnh đó, trong ngày 12 tháng 2 âm lịch ngày Giáp Thân này thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tỵ càng được khởi sắc. Nói chung trong thời gian này thì tình yêu thì thăng hoa một cách bất ngờ, hứa hẹn nhiều cái trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên cũng cần phải đề phòng cái đào hoa dữ gây ra những cái rắc rối trong cái quan hệ yêu đương nam nữ, có thể sẽ khiến cho bản mệnh rơi vào cái tình yêu ngang trái. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc và tăng cường cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Những người tuổi Tý được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Nhờ cái sự xuất hiện của cục diện tam hợp, nó sẽ mang lại cho những người tuổi Tý những cái giai đoạn bứt phá ổn định, khi mà mọi việc thì đều được giải quyết một cách ổn thỏa, các kế hoạch thì đều tiến triển theo đúng những cái tính toán của những người tuổi Tý, vận trình thì hanh thông thuận lợi. Với những cái biểu hiện xuất sắc của mình thì những người tuổi Tý có thể sẽ được cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ, những cái trọng trách mới. Quý vị hãy cứ nỗ lực thể hiện, bởi đây là cái cơ hội để các bạn được thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao trong cái thời gian này cũng rất là hài hòa, tốt đẹp. Bản mệnh cũng sẽ dễ dàng kết thêm những bằng hữu, mở rộng cái mạng lưới bạn bè, tăng cường cái cơ hội gặp được quý nhân. Đi đâu cũng có người giúp đỡ, không phải lo đơn thương độc mã như trước nữa. Nhân cái đàn này thì những người tuổi Tý cũng nên tận dụng cái sức mạnh của tập thể để gặt hái được những cái thành công lớn lao hơn nữa. Tuy nhiên, các cụ nói là cây càng cao thì gió càng lớn. Các bạn vẫn nên có cái sự đề phòng, cái sự đố kỵ, cố tình gây bất lợi của những kẻ tiểu nhân ghen ghét. Cạnh tranh trong cái thời gian này không thể thiếu, nhưng quý vị cũng đừng quá lo lắng. Cái cát tinh cũng sẽ mang lại cho các bạn cái sự bản lĩnh lanh lợi, đúng không ạ? Cộng thêm một chút may mắn về cái thời vận, nên là các bạn có thể đủ cái tỉnh táo và sáng suốt để xử lý mọi việc đâu vào đó, thu về cái kết quả như ý muốn. Thêm nữa, các chuyện tình cảm của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc một cách tích cực. Nếu mà còn độc thân ấy thì có rất nhiều người đang âm thầm dành cho bạn những cái tình cảm. Quý vị hãy thử cho mình một cái cơ hội, cũng như là cho người ta một cơ hội để gì? Biết đâu người đó sẽ là cái người mà đầu ắp tay gối với mình đến suốt cuộc đời. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cũng như là bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Thìn cũng giống những người tuổi Tý, được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Thìn cũng giữ được cái đầu óc tỉnh táo và cái khả năng phân tích vấn đề chính xác trong ngày hôm nay. Các bạn cũng sẽ đưa ra những đánh giá đúng với cái bản chất thực tế, cái sự việc, và cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao. Với những người làm ăn kinh doanh thì các bạn cũng đưa ra được những quyết định đúng đắn, nhờ vậy mà đồng tiền cứ chảy vào túi các bạn ầm ầm. Ngoài ra, các bạn có thể tính đến cái chuyện ký kết hợp đồng hoặc là mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh trong cái ngày hôm nay. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay lại được cục diện là Thìn Thổ sinh yêu thân Kim. Vậy nên cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thìn cũng đang ấm lên nhanh chóng. Các bạn rất quan tâm đến nửa kia của mình. Hy vọng rằng hai người sẽ thật sự có nhiều thời gian để mà ở bên cạnh nhau, trò chuyện với nhau để thêm phần thấu hiểu và gắn kết cái tình cảm nó được bền chặt hơn. Vì thế, những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn trong cái ngày 12 tháng 2 âm lịch chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, đối với những người tuổi Mùi trong ngày hôm nay thì được chính tài nó soi đường chỉ lối. Vậy nên những người tuổi Mùi sẽ nhận được cái mức lương thưởng hậu hĩnh từ công việc chính của mình. Thì đây cũng là cái lời cổ vũ lớn lao khiến cho các bạn ngày một quyết tâm hơn trên cái con đường chinh phục cái đỉnh cao và làm giàu cho chính bản thân mình. Ngoài ra, nhờ cái tinh thần cảnh giác cao độ mà các bạn sẽ tránh được những cái mánh lừa đảo của kẻ xấu. Các bạn luôn kiểm chứng những cái thông tin và cân nhắc kỹ càng trước khi mà mở hầu bao để mua sắm cũng như là đầu tư trên bất cứ cái lĩnh vực nào. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành là Mùi Thổ sinh yêu thân Kim. Vậy nên là cái chuyện tình cảm của những người tuổi Mùi ấy, nói chung cũng đang phát triển một cách rất là ổn định. Dù ở bên nhau chưa lâu nhưng các bạn cũng cảm thấy rất tin tưởng vào đối phương. Người ấy cũng sẽ đem lại cho các bạn động lực để ngày một cố gắng hơn nữa. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất được cục diện tam hội là Thân, Dậu, Tuất nó tương trợ giúp đỡ. Lại thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên là những cái điểm độc đáo trong cái tính cách của những người tuổi Tuất khiến cho nửa kia cảm thấy các bạn thật là quyến rũ và không muốn rời xa. Quý vị hãy tự tin làm chính mình, bởi người ấy luôn yêu mến các bạn vì chính con người của các bạn. Trong thời gian này thì với những bậc làm cha mẹ, các bạn nên chú ý đến cái việc lắng nghe và thấu hiểu con cái nhiều hơn. Những khác biệt trong cách nghĩ, cách làm giữa hai thế hệ ấy là cái điều không tránh khỏi. Song các bạn phải luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của trẻ con. Thêm nữa, với những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng được thiên tài nó nâng đỡ, nên con giáp này có thể bất ngờ nhận được một khoản tiền hậu hĩnh trong ngày hôm nay. Số tiền đó có thể là các bạn trúng số, trúng thưởng hoặc là nhận được từ những khoản đầu tư đã nằm yên trước đó, bỗng dưng đem về cho các bạn một cái lợi nhuận. Đó. Từ đó sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn được cải thiện và có được những cái may mắn giàu sang. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình, Những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 con khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay thì những người tuổi Sửu được chính tài nó trợ vận. Vậy nên những người tuổi Sửu làm công ăn lương sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng hoặc là những quyết định tăng lương trong ngày hôm nay. Lãnh đạo cũng sẽ đánh giá cao về những gì mà các bạn đã thể hiện trong suốt thời gian vừa qua. Với những người làm kinh tế thì cái hướng phát triển đúng đắn sẽ giúp các bạn kiếm được một cái khoản tiền kha khá. Bên cạnh đó, các bạn cũng dần khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường, nên là khách hàng đổ về ngày một đông đúc tấp nập hơn. Trong ngày hôm nay lại được cục diện thổ kim tương sinh, vậy nên là những người tuổi Sửu cũng sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh vì cái phong thái tự tin của mình. Trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 2 âm lịch ngày Giáp Thân, dù chỉ trò chuyện bình thường thôi thì các bạn cũng có thể khiến cho không ít người phải chú ý và dành tình cảm dành cho mình. Vậy nên để gia tăng cái vận trình tình duyên và gia tăng thêm cái may mắn về tiền bạc tài lộc thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 2 âm lịch ngày Giáp Thân thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu cố, thần may mắn gọi tên. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Tý, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Mùi, 5 tuổi Tuất và 6 là những người tuổi Sửu. Đây là 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.